cái đường chân đó. Đường đi nhỉ. Giờ ngày hôm nay đường chợ hết. Đường đi nhỉ. Quá này sang phường khác rồi, vừa phường Phú Thạnh. Kiểm Vương nhà cái to phết này. Phó Đình Bảo. Chính giữa nó là cái nhà thờ Lê Lâm mà. Giáo xứ Thiên Ân.